8 bộ phim tạo nên dấu ấn cho Triệu Lệ Dĩnh. Đi lên từ những vai diễn nhỏ, đến nay sau 10 năm cố gắng chứng minh tài năng của mình, Triệu Lệ Dĩnh đã thu về cho mình một số lượng phim không nhỏ, đủ để khán giả nhớ mặt, điểm tên và khó có thể bỏ qua. 1. Bộ phim Tân Hồn Trêu Cách Cách, tuy chỉ đảm nhận vai nhỏ là tình nghi Cách Cách trong màn phim làm lại từ tác phẩm kinh điển của màn ảnh xứ Trung, nhưng ngoại hình xinh xắn, đáng yêu của Triệu Lệ Dĩnh lại nhận được nhiều lời khen từ khán giả hơn cả hai nữ diễn viên chính. Bộ đôi Tình Nhi và Tiêu Kiếm của bộ phim này cũng được rất nhiều khán giả yêu thích. Dù không qua được cái bóng quá lớn của bản phim đi trước, nhưng vai Tình Nhi do Triệu Lệ Dĩnh vẫn được nhà văn Quỳnh Giao đánh giá cao cả về ngoại hình lẫn diễn xuất. Theo nhận xét của bà, Triệu Lệ Dĩnh đã thành công tạo nên một cô nàng công chúa nhã nhặn, hiền lành với gương mặt bầu bĩnh, tạo cho người xem một cảm giác vô cùng tinh khiết và trong sáng. 2. Lục Trinh Truyền Kỳ. Nếu nói đến những cặp tình nhân đẹp nhất nhìn màn ảnh hoa ngữ thì không thể bỏ sót Trần Hiểu và Triệu Lệ Dĩnh khi tạo ra mối tình cao trạm Lục Trinh trong bộ phim nổi tiếng Lục Trinh Truyền Kỳ. Bộ phim này cũng chính là dấu mốc xoay chuyển sự nghiệp đầu tiên của Triệu Lệ Dĩnh. Hình ảnh cô nàng cung nữ thông minh Lục Trinh được Triệu Lệ Dĩnh thể hiện vô cùng xuất sắc, cộng thêm bàn tay nhào nặn của biên kịch Vu Chính đã tạo nên được một bộ phim cung chiến khiến khán giả có thể xem mãi không chán. 3. Cung Tỏa Trầm Hương. Tái hợp một lần nữa với người tình màn ảnh, Trần Hiểu trong bộ phim điện ảnh Cung Tỏa Trầm Hương vẫn lấy bối cảnh cung cấm và những âm mưu thâm độc trốn hoàng cung thu hút khán giả. Tuy nhiên trong bộ phim này, Triệu Lệ Dĩnh đã lột bỏ hình ảnh hiền lành trong sáng của Lục Trinh để hóa thân thành một lưu ly gợi cảm và thủ đoạn. Vai diễn này ngày càng chứng minh được thực lực diễn xuất của Triệu Lệ Dĩnh với khán giả, đồng thời mang đến một hình ảnh mới lạ cho người xem, tạo nên sự đa dạng về diễn xuất cho cô nàng nhỏ nhắn này. 4. Truy Ngư Truyền Kỳ. Ngoại hình nhỏ nhắn, gương mặt hiền lành cùng đôi mắt to của Triệu Lệ Dĩnh luôn được các nhà làm phim đánh giá cao khi hóa thân thành những nhân vật có tính cách lương thiện và ngây thơ. Một lần nữa, Triệu Lệ Dĩnh tiếp tục đảm nhận vai diễn có hình tượng tương tự là Hồng Lăng trong bộ phim Truy Ngư Truyền Kỳ. 5. Bí Mật Của Người Vợ. So với những bộ phim trước, Bí Mật Của Người Vợ được xem là bộ phim mang lại thử thách diễn xuất cho Triệu Lệ Dĩnh không ít. Đóng cặp với cô nàng trong bộ phim này không ai khác chính là Lưu Khải Uy. Cả hai vào vai cặp tình nhân đầy sóng gió trong phim. Lê Minh Lão mà Lưu Khải Uy thể hiện phải chấp nhận lấy Giang Bách Hợp, Triệu Lệ Dĩnh dù không có tình cảm với cô. Từ khi về làm vợ Lê Minh Lão, Giang Bách Hợp phải chịu không ít oan ức đến việc bị mẹ chồng hành hạ mà chồng thì lực bất tòng tâm. Bộ phim dài 54 tập lấy bối cảnh hiện đại này đã cho khán giả thấy được sự trưởng thành của Triệu Lệ Dĩnh khi hóa thân thành người phụ nữ trải qua nhiều đau khổ, dằn vặt và mất mát. 6. Sam Sam Đến Rồi. Bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng cùng tên của tác giả Cố Mạn mang tên Sam Sam Đến Rồi được xem là bước bùng nổ trong sự nghiệp của Triệu Lệ Dĩnh. Vai diễn Sam Sam đã góp tên vào danh sách những bộ phim làm nên tên tuổi của nàng tiểu hoa đán này. Sau vai diễn Lục Trinh, đây cũng là bước ngoặt lớn giúp Triệu Lệ Dĩnh lên như diều gặp gió khi bộ phim còn lên sóng. Cặp đôi Trương Hàn Triệu Lệ Dĩnh đã viết thêm mối tình phong đằng Sam Sam vào danh sách cặp đôi ngôn tình đẹp nhất nhì màn ảnh. Với gương mặt bánh bao đặc trưng, chiều cao có phần khiêm tốn, nhưng Triệu Lệ Dĩnh vẫn được tác giả thừa nhận mang đầy đủ đặc điểm của Sam Sam mà Cố Mạn đã vẽ lên trong bộ tiểu thuyết. Nhất Lộ Kinh Hỉ. Triệu Lệ Dĩnh xứng đáng là nữ diễn viên có thể bất chấp mọi hình tượng để mang lại cho khán giả một vai diễn chân thật nhất trên màn ảnh. Vai diễn Lý Thanh Na của Triệu Lệ Dĩnh trong bộ phim điện ảnh Nhất Lộ Kinh Hỉ là một ví dụ kinh điển cho sự chuyên nghiệp của cô nàng tiểu hoa đán sinh năm 1985 này. Trong bộ phim, Triệu Lệ Dĩnh lần đầu tiên đảm nhận vai một người phụ nữ mang thai sắp sinh, đóng cặp cùng năm ca sĩ nổi tiếng Tiêu Kính Đằng. Để diễn vào vai người vợ là mọi cách sinh sớm để chồng an tâm tham gia đêm diễn mừng năm mới, Triệu Lệ Dĩnh đã không ngại những quay cảnh vận động nhiều lần đến mồ hôi ướt đẫm cả quần áo, bất chấp hình ảnh tóc tai rối bời được tạo lên một Lý Nana vô cùng chân thật. 8. Hoa Tiên Cốt. Nói đến những bộ phim làm nên sự nghiệp của Triệu Lệ Dĩnh, chắc chắn không thể bỏ qua Hoa Tiên Cốt. Bộ phim truyền thể này được xem là một trong những tác phẩm nổi bật của Triệu Lệ Dĩnh trong năm qua, khi nó không chỉ mang về rating cực cao mà còn đưa Triệu Lệ Dĩnh vào danh sách nữ diễn viên quyền lực nhất nhì. We'll be right back.
We'll be right back.